Bóng đã lăn trên sân bóng Thành Dũng và chúng ta đang có mặt tại giải bóng đá Hội đồng Hương Thanh Hóa tại Hà Nội năm 2024. Phía bên phần sân đối diện trong trang phục áo xanh quần đen, ngày hôm nay Duy Linh và các đồng đội sẽ Thanh Hóa sẽ thiệu hợp diễn ra trong khuôn khổ của bảng A tại sân số 2. Thì còn đó là cuộc đối đầu giữa cao thủ Thiệu Hợp vẫn đang để cho Thiệu Thịnh tạo ra rất nhiều những cú dứt điểm nguy hiểm ở trong hiệp 1 này. Hà đánh một, cơ hội đánh đầu, đường chuyền quá sâu của tạt không thành công của Duy Linh. Giờ như ngày hôm nay thì cả giao bóng cũng chưa sự quá tốt đến từ Duy Linh. Linh BK và đẩy gót và thoát đi tốt. Quản Bá Sơn, đường chuyền Duy Linh cơ hội goal 1-0 dành cho cao thủ FC Thiệu Hợp. Cuối cùng nhà phòng ngự của Thiệu Thịnh cũng đã không còn duy trì được những pha lót của mình, không còn duy trì được sự chắc chắn và bàn thắng đã tới. Khởi phát từ pha đột phá của Duy Linh về là cánh trái và cũng chính anh là người đã kết thúc đi cội vừa rồi. Và đó là giá trị của ngoại binh bên phía cao thủ. Trận đấu số 1 của chúng ta trong cuộc đấu giữa cao thủ 1988 Lê Văn Hưu và cao thủ SC Âu Hiền đang có tỷ số là 1-0 dành. Và cắt bóng tốt của Linh BK, phản công dành cho Thiệu Hợp. Tốc độ của Linh BK, tốc độ kinh hoàng của số 15 nhưng anh không thể kịp thời đưa ra một tình huống căng ngang phía trong. Đã có cầu thủ ngã ra trên sân nhưng trọng tài cho trận đấu được tiếp tục với pha tấn công của Thiệu Thịnh. Đức Huy quyết định đi vào trung lộ của Đức Huy. Duy Linh cơ hội vào. 1-0 dành cho các cầu thủ Thiệu Thịnh. Sai số đã xảy ra nơi hàng phòng ngự. Duy Linh không thể một bắt hai. Và khi mà số 15 lỡ trớn thì cơ hội đã tới với số 21, đó là Trần Ngọc Tùng. Và dứt điểm chéo góc đã hạ gục đi thủ thành mang áo số 16 Lê Hoàng Tú Anh. Và tỷ số được đưa về vạch xuất phát 1-0. Quyết định đá ngay của Hoàng Trương. Hoàng Trương, Duy Linh, cơ hội. Cú dứt điểm sở trường của Duy Linh. Chỉ đáng tiếc là cú đặt lòng về phía góc gần của anh không đánh bại được thủ thành Tuấn Anh. À, quý vị và các bạn thân mến, sau ít phút giải lao chúng ta sẽ tiếp tục trở lại ngay với nhân viên ở trong hiệp thứ hai của đầu giữa cao thủ FC Thiệu Thịnh và cao thủ FC Thiệu Hợp. Rất nhịp nhàng, Đình Quang cơ hội. Thêm một cú dứt điểm nữa của số 12 Đình Dương. Pha đảo trần hết sức quen thuộc, sút xa. Lại tiếp tục là một tình huống kết thúc ngay đi cơ hội vừa rồi của Viết Hiệp. Còn dành cho cao thủ Thiệu Hợp. Được chuyền, Đức Hích cơ hội, Đức Hích không thể kịp đưa ra và dứt điểm. Linh Bách Khoa đã vượt qua được một cầu thủ đối phương. Đường chuyền tốt cho Đức Anh. Đức Anh không vào. Linh Bách Khoa. Viết Hiệp cơ hội. Đường chuyền mở bóng dành cho Duy Linh. Lắc vào trung lộ, Duy Linh qua hai người rồi. Duy Linh ba người được chuyền. Viết Hiệp không được. Sút ngay. Đình Cương, Duy Linh ở cột 2. Nhưng đó là quyết định dứt điểm ngay.
Thời gian ít ỏi của thời gian bù giờ cũng đã hết và trận đấu giữa các cầu thủ Thiệu Hợp và Thiệu Thịnh cũng đã khép lại với tỷ số hòa chung cuộc 1-1. Và đến đây thì buổi bình luận trực tiếp trận đấu của chúng tôi cũng xin chính thức khép lại. Nhưng quý vị đừng rời khỏi màn hình vì sau đây chúng ta sẽ đến với buổi lễ khai mạc và những diễn biến tiếp theo tại bảng B. Thank you.